Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 34 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371: Tư vị ăn chơi trác táng. Nhìn thấy đại ca bàn phái đã bị người đánh bên đường, bàn chúng quát hổ bang đương nhiên không có thể nhịn, thì nhào quơ đào khảm gậy gọc chạy đến như điên về phía bên này, binh khí trong tay chém về phía người của Lâm Tú. Từ Long thấy vậy hoảng sợ dữ dằn nói: dừng tay. Đại ca đã lên tiếng, dài băng chúng quát hậu bang dừng cương trước bờ vực. Một người trong đó còn dơ đao giữa không trung khó hiểu nói: đại ca không chém hắn sao? Từ Long tức giận nói: chém cái con mẹ ngươi, bình thường ta dạy dỗ các ngươi thế nào phải giúp mọi người làm chuyện tốt, đừng có suốt ngày đánh đánh giết giết. Hắn ta đứng dậy từ trên mặt đất nói với người trẻ tuổi trước mặt: vừa rồi Tư Mỗ đã thất lễ, đều là lỗi của ta, công tử đánh ta một trận cũng không sao, chỉ cần hết giận là được rồi. Mọi người trong Hắc Hổ Bang đều không hiểu từ khi nào mà đại ca biết sợ như vậy chứ, bị đánh nhưng mà không đánh trả, đây không có giống tác phong của hắn ta. Lúc này lại có mấy bóng dáng cách đó không xa chạy tới. Một người ăn mặc công phục của bộ khoái, nhìn trên người của Từ Long đầy dấu chân, vô cùng chật vật kinh ngạc nói: Từ huynh đệ, đây là chuyện gì vậy? Từ Long nói: không có chuyện gì, không việc gì, hiểu lầm thôi. Tên bộ khoái kia nhìn Từ Long rồi lại nhìn Lâm Tú, cao mày nói: ai to gan lớn mật dám đánh Từ huynh đệ của ta, làm phản sao? Theo bọn ta đến nha môn một chuyến đi. Từ Long vội vàng nói: Trương Bộ Đầu, không có đến mức đó đâu, thật sự không có đến mức đó mà. Trương Bộ Đầu dung táo lên nói: yên tâm, hôm nay lão Trương ta nhất định lấy lại công bằng cho Từ huynh đệ ngươi. Đầu phố Bắc Thành, hiện tại Từ Long tiến thoái lưỡng nan. Thật ra hắn ta chỉ muốn dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, nhưng mà mấy cái tên bộ khoái bình thường có quan hệ tốt với hắn ta, nhìn thấy hắn ta bị đánh, cả cái đám lòng đầy căm phẫn. Không nói nhiều mà dẫn đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến nhà môn. Từ Long khuyên thế nào cũng không có khuyên được, cho nên cũng chỉ có thể đi theo bọn hắn tới Bắc Thành. Nhà môn Bắc Thành. Bắc Thành lệnh nghe thấy cái chuyện này vừa mới đi ra, còn chưa có nói gì. Vị công tử trẻ tuổi đứng trong diện kia đã nói thẳng: ta tên là Lâm Tú, cha ta Bình An Bá. Người này chọc giận bốn công tử, ngươi phái người đưa hắn ta đến Thanh Lại Ti. Bốn công tử muốn đánh cho hắn ta mấy chục bản để mà trút giận. Nghe thấy vị công tử trước mắt là con trai của Bình An Bá, Bắc Thành lệnh lập tức không có bình tĩnh nổi. Bình An Bá chính là một vị nhất đẳng bá mới được tấn phong, có thể nói chính là đang được trời ban ơn đó. Hắn ta ăn tim gấu mật hổ đâu có dám gây sự với hắn. Bất kể là nha môn nào của Đông Nam Tây Bắc, vị này cũng đều có thể hoành hành ngang ngược. Từ Long lại càng thêm hối hận, vừa tức lại vừa hối hận. Vốn dĩ đã không có chuyện gì rồi, đều tại mấy cái tên đáng chết này không ngừng đẩy hắn ta đi vào cái hầm lửa, phải chịu mấy chục bản quan uổng sao? Lâm Tú yêu cầu, Bắc Thành lệnh đương nhiên không có dám cãi lời, lập tức ra lệnh cho hai tên bổ khoái. Không nghe thấy Lâm công tử nói sao mà còn đứng đó nữa, mau dẫn hắn ta đến Thanh Lệ Ti. Vị Trương Bộ Đầu vừa rồi còn nhìn thấy bất công vì Từ Long đã bị tổn thương, ngay lập tức đạp lên mông hắn ta một bước, cả giận nói: cũng không có nhìn xem ngươi là ai, đến Lâm công tử mà cũng dám trêu chọc, thành thật một chút đi, ngoan ngoãn đi cùng bọn ta. Từ Long ăn xui xẻo, trong lòng ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của Trương Bộ Đầu một lần từ lâu. Nếu mà không phải vừa rồi hắn ta can thiệp vào, sao mình phải chịu oan mấy chục bản được. Lúc mà Lâm Tú và A Kha đi khỏi nhà môn của Bắc Thành, lần đầu tiên hắn cảm nhận thì ra làm người quyền quý lại có cảm giác như vậy. Cuối cùng hắn cũng được làm một tên ăn chơi trác táng chân chính rồi. Vào nha môn không cần phải nói gì, chỉ cần cho bọn họ thấy được thân phận của hắn đủ rồi. Thậm chí Bắc Thành lệnh còn không có hỏi một câu về tình tiết vụ án đâu, ngoan ngoãn nghe theo lời quán nói, đưa Từ Long đến Thanh Lệ Ti. Khó trách có nhiều người muốn làm quyền quý đến vậy, cũng khó trách nhiều đệ tử nhà quyền quý không biết kiên nể, dù pháp dù thiên như thế.
chỉ là con trai của một vị nhất đẳng bá đã có thể khiến cho quan phụ mẫu của một thành sợ đến vậy rồi. Huống chi là cái đám quyền quý, quyền hành cao nhất ở trên. Ở trong mắt của bọn họ, luật pháp có lẽ chỉ là công cụ phục vụ cho bọn họ mà thôi. Tần Thông là vậy, Tần Duệ cũng là vậy. Đây mới chỉ là thứ Lâm Tú nhìn thấy, thế mà không biết thứ hắn còn chưa thấy cỡ nào nữa. Trên đường, hắn bảo A Kha đi về chờ tin trước, còn hắn một mình đi tới Thanh Đại Tì. Chương 372, Tư Dị ăn chơi trác tán. Tạm giam Từ Long vào trong đại lao xong, Lâm Tú tìm đến Liễu Thanh Phong nói: Liễu đại nhân, giúp ta điều tra cái người vừa bắt vào đại lao kia, xem người này đã phạm vào những cái tội gì, cứ theo luật mà phán tội. Liễu Thanh Phong nói: Lâm đại nhân yên tâm, ta sẽ làm ngay. Liễu Thanh Phong hành động rất nhanh, không có tới nửa canh giờ, một lần nữa trở lại chỗ của Lâm Tú nói: Người này cùng giác hổ bang dưới tay của hắn, bình thường làm nhiều việc ác, còn dính đầy mấy cái vụ án mạng, tính theo luật, thấp nhất là cũng phải chém đầu. Lâm Tú gật đầu nói: Vụ án này đành phải làm phiền Liễu đại nhân trong chừng rồi. Liễu Thanh Phong nói: Ta sẽ lập tức đi tìm Lan Trung đại nhân, kiểm tra đối chiếu chứng cứ phạm tội của hắn xong, nhiều nhất 3 ngày, đầu của người này sẽ rơi xuống đất. Đại lao Thanh Lại Tì. Từ Long đứng ở trong phòng giam nhìn khắp nơi, trong lòng nghi ngờ, không phải nói đánh bằng bản sao? Sao mà lại nhốt hắn ta vào đây vậy? Chẳng lẽ định lát nữa mới đánh sao? Cảm giác chờ bị đánh thật sự không thoải mái chút nào, còn không bằng đánh luôn cho nó sảng khoái. Chỉ chốc lát sau, lính canh ngục mang thức ăn tới cho hắn. Bữa ăn này tới nằm ngoài dự liệu của Từ Long. Đồ ăn của Thanh Lại Ti có cá, có gà, cơm nước rượu chè đầy đủ. Đủ bốn mặn một canh, bày một bàn. Từ Long nhìn mà muốn ăn, thầm nghĩ không có hổ Thanh Lại Ti khác hẳn với nha môn của Bắc Thành. Đến thức ăn ở trong đại lao mà cũng tốt vậy sao? Rời khỏi Thanh Lại Ti trở về nhà, Lâm Tú nói Gia Kha đang đợi trong sân. Được rồi, nhiều nhất trong 3 ngày, người này sẽ bị chém đầu, cô không cần tự mình ra tay. A Kha nhìn Lâm Tú nói: Dáng vẻ vừa rồi của ngươi thật giống như một tên công tử bột vậy. Lâm Tú ngượng ngùng cười nói: Kẻ ác cần phải có kẻ ác trị, đôi khi làm một tên công tử bột cũng không phải là chuyện gì xấu. Sau đó hắn dặn dò A Kha: Về sau loại chuyện này ta sẽ xử lý, cô không cần phải tự mình ra tay, giết thêm vài người nữa, e là triều đình sẽ tìm tới coi. Nếu mà rơi vào tầm mắt của cường giả hay là cường giả cấp thiên, cô sẽ rất nguy hiểm. A Kha gật đầu nói: Về sau ta không có hành động liều lĩnh nữa. Lâm Tú lại nói thêm: Trước khi làm bất cứ điều gì, tốt hơn hết nên bàn bạc với ta đi. A Kha suy nghĩ một chút sau đó nói: Nè, ta vẫn còn cần phải giết một người. Lâm Tú nhất thời không có nói nên lời. Nếu không có những gì mà nàng vừa nói, lần này trở lại Dương Đô, còn không biết nàng sẽ làm bao nhiêu chuyện sau lưng quán. Sau khi mà chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, hắn mới hỏi: Còn giết ai nữa? A Kha nói: Trung Dũng Bá, Tần Vũ. Nàng nắm chặt tay nói: Phụ thân của Dương Thị cũng đã chết rồi. Tần Vũ lệnh cho con trai thứ là Tần Duệ giết ông ta. Cả nhà đều đáng chết. Thật đáng tiếc, tên Tần Duệ đó đã rơi xuống giếng chết đuối. Nếu không, ta sẽ tự tay giết chết hắn rồi. Lâm Tú có một chút xấu hổ nói: Kỳ thật là cái tên Tần Duệ đó, ta giết đó. Hả? Chuyện này không cần thiết phải che giấu A Kha. A Kha ngạc nhiên nhìn hắn, Lâm Tú giải thích: Thật ra sau khi mà biết chuyện này ta cũng tức giận như cô, vì vậy đã bày ra một kế. Mặc dù ta không có ra tay giết hắn, nhưng mà cái chết của hắn có liên quan đến ta. A Kha hỏi: Kế gì? Lâm Tú đáp: Chuyện này kể ra rất dài, còn liên quan đến một chuyện khác. Sự xuất hiện của A Kha đối với Lâm Tú mà nói có ý nghĩa rất lớn. Hai người không chỉ là bằng hữu, nàng còn là người duy nhất mà Lâm Tú có thể chia sẻ bí mật. Nàng thậm chí còn biết một trong những bí mật lớn nhất của hắn, ngay cả những chuyện mà Lâm Tú chưa từng nói dài khác cũng có thể chia sẻ với nàng. Nghe xong những cái lời của Lâm Tú, A Kha kinh ngạc nói: Thái tử muốn giết ngươi sao? Lâm Tú gật đầu nói:
Thái tử hiện tại nhìn có vẻ trung thực, nhưng mà thật ra nội tâm hắn là một kẻ u ám biến thái. Rất nhiều người thức tỉnh được dị thuật băng đều đã bị hắn ám sát hết rồi. A Kha trầm mặt một hồi lâu mới nói, nếu một người như vậy trở thành hoàng đế, đối với dân chúng mà nói, đó sẽ là một thảm họa. Lâm Tú cười nói, hắn ta muốn làm hoàng đế, nhưng mà không có dễ dàng như vậy đâu. Trong số các hoàng tử, ai là hắc mã, ai là ngưu mã, sau này có thể biết được. Cẩu hoàng đế đang trong thời kỳ sung mãn, lòng tinh hổ mãnh, rất nhiều hậu phi, còn có quá phụ được giữ lại trong cung. Lâm Tú cảm thấy rằng hắn ta sống thêm vài chục năm nữa không thành vấn đề. Đến lúc đó, cho dù Lâm Tú chưa đạt đến cảnh giới vô thượng hay là thượng cảnh cấp thiên thì cũng gần như vậy rồi. Chỉ có gia tộc quyền thế hạ cảnh cấp thiên mới có thể sắp xếp hậu cung của cẩu hoàng đế. Thượng cảnh cấp thiên quyết định địa vị của thái tử mà không có quá nhiều sự phản kháng. Chương 373 Mượn đao. Lần trước Lý Bách Chương hiểu lầm Lâm Tú bước vào cảnh giới vô thượng, chỉ cần một cái nhấc tay có thể chinh phục cả thế giới. Nhưng mà Lâm Tú không muốn chinh phục cả thế giới, hắn chỉ muốn bằng hữu của mình trở thành hoàng đế của Đại Hạ. Mỗi lần cùng Ngân Nhi đi ra ngoài đều gọi thêm hắn theo làm cận vệ. Bản thân của Lâm Tú cảm thấy có một chút không hợp lý, nên để hắn làm hoàng đế đi bù đắp đi. A Kha nhìn Lâm Tú nói, ám sát Tần Vũ, người nghĩ ra cách gì? Tuy rằng nàng có thể lẻn vào Tần gia ám sát Tần Vũ, nhưng mà đó là biện pháp bần cùng. Nếu có thể giết hắn ta bằng những phương pháp khác, nàng cũng không có muốn liều mạng của chính mình. Lâm Tú nghĩ tới đây nói, có lẽ ta có thể mượn tài của Thái tử Điện Hạ. A Kha nói, thủ đoạn tương tự có thể dùng một lần, nhưng mà nếu dùng lần thứ hai, e rằng Thái tử sẽ không tin. Lâm Tú khẽ cười nói, hắn ta sẽ tin. Thái y diện. Khi Lâm Tú bước vào Thái y diện, song song cô nương đang phơi thảo mộc trong sân. Nhìn thấy Lâm Tú, nàng cười nói, Lâm đại ca, lâu lắm rồi, huynh không có đến Thái y diện nha. Kể từ khi, mối quan hệ của hai người ngày càng tốt đẹp, cách xưng hô của nàng với Lâm Tú cũng đã đổi từ Lâm công tử thành Lâm đại ca. Lâm Tú bước tới, giúp nàng phơi thuốc, vừa xin lỗi. Xin lỗi nghe, dạo này ta tu hành rất là bận rộn, đợi khi nào rảnh rỗi ta sẽ đến thăm cô thường xuyên. Song song cười nói, ta đùa thôi, Lâm đại ca vừa mới đại hôn mà, chắc chắn phải ở bên cạnh tân nương tử rồi. Lâm Tú có người bên cạnh, nhưng mà không phải là tân nương tử. Sau khi kết hôn, hắn và tân nương tử tổng cộng mới gặp nhau chỉ có 3 lần, nhưng mà cũng không có cách nào mà giải thích được với song song. Lâm Tú đành phải mỉm cười phơi thảo mộc cùng với nàng. Giúp nàng phơi xong, khi mà cùng nàng uống trà nghỉ ngơi, Lâm Tú nhân cơ hội hỏi, song song, có loại thuốc nào sau khi mà sử dụng có thể khiến cho người ta ngủ quên trong một thời gian ngắn, cho dù xảy ra cái chuyện gì đều không có bị đánh thức không? Những ngày này ta luôn luôn cảm thấy khó ngủ vào ban đêm. Lâm Tú vốn cho rằng những cái thứ như thế này mua bên ngoài rất dễ, nhưng mà khi hắn đến tiệm thuốc mua nó, trưởng quầy và tiểu nhị nhìn hắn như nhìn một kẻ biến thái, thậm chí còn sẵn sàng trong tư thế báo quan. Lâm Tú không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ đi. Lúc này đầu tiên hắn nghĩ đến dĩ nhiên chính là song song. Song song nói, mất ngủ không phải là vấn đề gì lớn, huynh không cần phải uống thuốc, ta giúp huynh xoa bóp vài huyệt đạo là được rồi. Lâm Tú lập tức nói, không cần phải phiền phức như vậy, cứ kê thuốc cho ta là được rồi. Song song cười nói, phiền phức cái gì, hơn nữa hiện tại ta cũng không có việc gì, xoa bóp rất thoải mái. Quý phi nương nương cũng luôn khó ngủ, thường xuyên nhờ ta đến xoa bóp cho người đó. Song song kiên quyết như vậy, Lâm Tú chỉ đành phải đồng ý thôi. Song song đưa hắn đến một căn phòng trong Thái y viện, sau đó đi đến bên giường nói, Lâm đại ca, huynh nằm xuống đi. Lâm Tú nằm trên giường, song song ngồi bên mép giường nói, nhắm mắt lại. Lâm Tú ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rất nhanh cảm nhận được ngón tay mảnh khảnh của song song đang nhấn trên đầu của mình, đồng thời truyền đến cảm giác tê dại. Cảm giác này là một loại thoải mái Lâm Tú chưa từng trải qua. Dường như có một luồng điện từ đầu ngón tay của nàng truyền đến toàn thân của Lâm Tú, khiến cho từng lỗ chân lông trên cơ thể của hắn đều mở ra.
đồng thời từng đợt mệt mỏi ập đến như thủy triều. Mí mắt của hắn nhanh chóng trở nên nặng nề đến mức hắn không có thể nhấc chúng lên. Không biết trải qua bao lâu, Lâm Tú chậm rãi mở mắt ra. Hắn vẫn đang nằm trên giường của Thái Y, song song đã không thấy đâu nữa, bên cạnh giường chỉ còn lại một mùi thơm thoang thoảng. Lâm Tú cảm thấy đầu óc chưa bao giờ thanh tĩnh như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn luyện công quá sức, mỗi khi mà cảm thấy mệt mỏi, dùng năng lực chữa trị để mà khôi phục thể lực. Thể lực có thể khôi phục, nhưng mà tinh thần mệt mỏi không thể nào hoàn toàn khôi phục được. Sau khi mà được song song xoa bóp, Lâm Tú cảm thấy thể lực và tinh thần của mình đã hoàn toàn tràn đầy trở lại. Hắn sử dụng năng lực chữa trị của chính mình và băng ti cũng không có tác dụng như vậy. Lẽ nào chính là vấn đề thủ pháp sao? Rất nhanh đã nhận ra vốn không phải là như vậy rồi. Không có cách nào để cho hắn ta vừa tự xoa bóp vừa tự thôi miên mình. Và cả song song cũng vậy. Vì vậy chỉ có thể song song xoa bóp cho hắn hoặc là ngược lại mới được. Hắn xuống giường đi ra khỏi phòng. Song song ngồi bên bàn đá bên ngoài đang chăm chú đọc một quyển y thuật về cọp. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, nàng quay đầu lại hỏi: Lâm đại ca, huynh thấy thế nào rồi? Chương 374, mượn đao. Lâm Tú đáp: Cảm ơn song song, ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Song song cười nói: Có hiệu quả là tốt rồi, lần sau nếu mệt thì huynh tới đây, ta có thể giúp huynh xoa bóp. Khi hắn rời khỏi Thái Y viện, Lâm Tú vẫn muốn một cái gói nhỏ thuốc trị chứng mất ngủ từ song song. Theo như những gì mà nàng nói, cái loại thuốc mà nàng bào chế có tác dụng rất nhanh. Uống nửa tách trà có thể phát huy tác dụng. Mỗi lần chỉ dùng một ít thôi. Nếu mà dùng nhiều, rất lâu sau mới có thể tỉnh lại. Vẫn là song song, hiểu và tin tưởng hắn. Những cái trưởng quầy và nhân viên của những tiệm bán thuốc khác, nói như thế nào cũng không có bán thuốc này cho hắn. Như thế, hắn sẽ làm điều gì đó xấu với cái loại thuốc này. Không lâu sau, phủ trung dụng bá. Tần Vũ bước ra khỏi phòng của tiểu thiếp, với vẻ mặt tươi cười nhưng mệt mỏi trở về phòng riêng của mình. Mấy ngày nay, hắn ta rất bận, trong một tháng lấy ba tiểu thiếp, toàn bộ tinh lực đều đặt hết lên người của bọn họ. Hắn ta đang cần sinh con trai sớm. Dĩ nhiên, hắn ta có hai người con trai, nhưng mà 6 tháng trước, một người đã bị ám sát, người còn lại rơi xuống giếng. Tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi ngờ về cái chết của người con trai thứ hai, nhưng mà không có chứng cứ, chỉ đành có thể vậy thôi. Cả hai người con trai đều bỏ đi trước hắn một bước rồi. Tần Vũ không có thời gian đau buồn. Nếu không có sinh được con trai khi còn khả năng, thì tước vị của Tần gia từ hắn ta trở về sau sẽ đoạn tuyệt thôi. Khi đó hắn ta sẽ trở thành tội đồ của Tần gia. Hôm nay chỉ chiếu cố với thề thiếp một lần mà lực đã bất tòng tâm rồi. Trong lòng thở dài, tuổi đã cao, sức khỏe không được như trước. Bây giờ chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc, bổ sung năng lượng, đợi đến đêm để mà chiến đấu một lần nữa. Hắn ta bước đến trước bàn, uống một cốc nước rồi lên giường nằm. Sau vài nhịp thở thì chìm vào cơn buồn ngủ. Khoảnh khắc tiếp theo, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Tần Vũ đang nằm trên giường, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Tủ quần áo trong phòng từ từ tự động mở ra. Một bộ quần áo từ trong tủ bay ra, rất nhanh tại Tần phủ. Lão gia nhìn thấy chủ nhân từ trong phòng đi ra, đám người hầu ở trong sân đều đồng loạt chào hỏi. Tần Vũ khẽ gật đầu, đang định nói cái gì đó, đột nhiên có hai bóng người chạy ra khỏi phòng. Một trái một phải ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu nói: Lão gia, người đi đâu vậy? Chúng ta cũng đi đó. Hai nàng có tướng mạo không có xinh đẹp lắm, nhưng mà eo và hông rất đầy đặn, thoạt nhìn thuộc loại được chăm sóc rất tốt. Quần áo của bọn họ rất hở hang, không chỉ để lộ rốn, trên ngực còn lộ ra một mảng thịt trắng lớn. Sắc mặt của Tần Vũ có một chút mất tự nhiên, rút cánh tay ra khỏi lòng ngực đầy đặn của bọn họ, trầm giọng nói: Ta còn có việc phải ra ngoài giải quyết, các ngươi ở nhà đợi đi. Hai cô nàng nghe xong đành phải ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lão gia trong phủ nói một không có nói hai, không ai dám làm trái quyết định của hắn. Tần Vũ liếc mắt nhìn quản gia, nhẹ nói: Chuẩn bị kiệu. Đông cung, thái tử đứng bên hồ, nghe người bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo.
hắn ta nhướng mày nói, người nói Lâm Tú và Triệu Linh Quân không có ở chung sao? Thái giám gật đầu nói, bẩm điện hạ, Triệu Linh Quân sau đó đuổi những người hầu mà bệ hạ ban cho. Nô tài đã hỏi qua bọn họ rồi, Lâm Tú không những không cùng Triệu Linh Quân ở cùng nhau, mà ngay cả đêm tân hôn họ cũng không có hề động phòng. Thái tử vui mừng khôn xiết nói, cuối cùng cốc ghẻ cũng không ăn được thịt thiên nga rồi, vậy có bộ da đẹp thì sao chứ, sao mà thiên kiêu Triệu gia lại có thể là kẻ chỉ nhìn bề ngoài được. Thái giám nói tiếp, không chỉ vậy, sau khi bọn họ kết hôn á, hai mật thám mà bệ hạ bố trí bên cạnh bảo vệ cũng đã bị trả về rồi. Điện hạ, đây là thời điểm tốt nhất để cho chúng ta hành động đó. Thái tử suy nghĩ một chút rồi mới hỏi, đã tìm được người cần tìm chưa? Thái giám nói, thưa điện hạ, đã liên hệ được rồi, cuối cùng cũng có người nhận được nhiệm vụ ám sát hắn. Người này chính là sát thủ thứ 15 của tổ chức ám ảnh. Năng lực của hắn ta rất đặc biệt, đã từng có tường giả cấp địa chết trong tay của hắn ta. Cái tên Lâm Tú kia cũng không có ai bảo vệ. Nếu hắn ta ra tay, hắn nhất định sẽ thành công. Tuy nhiên, cái giá mà hắn ta muốn khả đắt cũng phải tốn một vạn lượng bạc. Một vạn lượng, thái tử tức giận nói, chỉ là giết một tên phế vật thôi mà đòi một vạn lượng, sao mà hắn ta không đi cướp đi? Thái giám bất lực nói, hắn ta nói giết Lâm Tú, con trai của Bình An Bá chỉ tốn có 100 lượng, nhưng mà giết phu quân của Thiên Kim Triệu gia, một vạn lượng cũng không đắt. Điện hạ tìm đâu ra cái giá như vậy chứ? Chương 375, mượn đao. Thái tử do dự, một vạn lượng quả thật không phải là số tiền nhỏ đối với hắn. Từ trước đến nay, bạc trong phủ của thái tử vẫn luôn không đủ. Muốn lôi kéo lòng người, mua sát thủ giết người, duy trì các khoản chi tiêu khác nhau trong phủ, hàng tháng chi tiêu rất lớn. Lấy một vạn lượng bạc để giết tên Lâm Tú, hắn ta thật sự có một chút miễn cưỡng. Nhưng mà nghĩ đến mấy ngày nay, hầu như ngày nào cũng nghe thấy cái tên này, thậm chí trong mơ còn muốn xóa bỏ cái tên này khỏi thế giới của mình. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, một vạn lượng là một vạn lượng, được. Lúc này thái giám nói, còn có một chuyện không biết có nên nói với điện hạ không? Thái tử trầm giọng nói đi. Thái giám nói, nô tài đã điều tra, tổ tiên của Trung Dũng Bá Tần Vũ vốn không hề có cường giả thức tỉnh dị thuộc băng. Theo lý mà nói, con cháu của hắn ta có lẽ rất khó có thể thức tỉnh dị thuộc băng. Cũng có thể nói là mấy tháng trước chúng ta giết chết Tần Duệ, con trai của Trung Dũng Bá, có lẽ là giết nhầm rồi. Mặc dù không có quy tắc tuyệt đối tìm ra sự kế thừa năng lực dị thuật, nhưng mà đã từng được tổ tiên sở hữu thì nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở các thế hệ con cháu đời sau. Thái tử nói, nếu hắn không có năng lực thức tỉnh, bên ngoài sao lại có tin đồn như vậy? Thái giám nói, khả năng chỉ là tin đồn nhảm thôi. Thái tử xua tay, không có tiếp tục đề tài này nữa, nói, chỉ là con có một bá tước, giết thì giết, dù sao hắn ta cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, cứ coi như là bổn dương, vì dân mà trừ hại đi. Sau đó hắn ta nói thêm, chuẩn bị xe ngựa, hôm nay ta vào cung thỉnh an mẫu hậu. Chẳng mấy chốc, dưới sự dây quanh của đám đông, thái tử bước ra khỏi đông cung. Lúc này có một chiếc kiệu tình cờ đi ngang qua cửa phủ của thái tử. Như cảm nhận được điều gì đó, thân thể của thái tử chấn động dữ dội, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc kiệu với sắc ý trong mắt. Một tên thị vệ bên cạnh hỏi, điện hạ, có chuyện gì vậy? Thái tử nhìn chiếc kiệu đã đi xa, nghiến răng nghiến lợi nói, kiểm tra xem ai đang ngồi trong chiếc kiệu đó, sau khi mà ra lập tức quay về báo ngay cho bổn cung. Lúc này chiếc kiệu đã đi xa, Tần Vũ nhìn Tần Băng ngưng động trong lòng bàn tay, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Sau nửa giờ, thái tử bước ra khỏi cung điện. Một bóng người đã đợi ở đây từ rất lâu bước tới. Điện hạ, thần được kiểm tra rồi, đó là kiệu của phủ Trung Dũng Bá. Người ngồi trong đó vừa rồi chính là Tần Vũ. Trung Dũng Bá, ánh mắt của thái tử bình tĩnh nhẹ nói, ai nói nhà của bọn họ không có năng lực này, xem ra lần trước không hề giết sai người rồi. Lúc mà chuẩn bị lên xe ngựa, hắn ta hạ giọng nói, bạc của bổn cung cũng không phải là dễ kiếm như vậy, trước khi giết Lâm Tú, trước hết xem bản lĩnh của hắn ta trước đi, giao Trung Dũng Bá cho hắn ta trước đi.
lại nói sau khi mà Tần Vũ rời khỏi phủ, ngồi trên kiệu, đi dạo quanh các dãy phố của Dương Đô một lượt, sau đó trở về Tần phủ. Kiệu phu của phủ không lấy làm quá xa lạ. Mấy ngày nay, lão gia quá thật đã làm việc quá sức, cần để cho người nghỉ ngơi dưỡng sức. Không có ruộng cày không ngừng, chỉ có trâu mệt đến chết thôi. Những ngày tháng của hắn ta, đối là ai cũng không có chịu được. Từ bên ngoài trở về, Tần Vũ lại trở về phòng, ra lệnh không cho ai quấy rầy hắn ta cho đến khi hắn ta đi ra. Ba vị tiểu thiếp tụ tập lại cùng nhau, cẩn thận thảo luận. Lão gia, hôm nay sao vậy chứ? Dáng vẻ có một chút kỳ quái. Thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Ngoại trừ một lần ra ngoài này vẫn luôn ngủ thôi. Lão gia gần đây làm việc cực khổ rồi, để cho người ngủ một giấc ngon lành đi. Trong phòng, Tần Vũ cởi quần áo cất lại trong tủ, khuôn mặt đột nhiên biến thành dáng vẻ của một thiếu niên. Trên giường bên trong phòng, một Tần Vũ khác chậm rãi nổi lên. Hắn ta nằm trên giường, nhắm mắt lại, dường như vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say. Lâm Tú giương tay về phía đầu giường, trong hư vô có một bàn tay mềm mại khác nắm lấy bàn tay của hắn. Thân thể hắn từ từ trên mặt đất nhô lên, sau đó dần dần biến mất. Cửa sổ phòng được mở ra, chậm rãi đóng lại. Trên bầu trời cao của Dương Đô, Lâm Tú nắm tay A Kha, ở trên một đám mây nhìn xuống Dương Đô bên dưới. Với sự cải thiện trong tu luyện của hắn trong vài tháng qua, hắn có thể dễ dàng đưa A Kha bay cao như vậy. Vừa nghe nàng nói muốn bay lên một nơi cao để mà ngắm cảnh, Lâm Tú lập tức đưa nàng lên. Nàng dường như chẳng có sợ độ cao chút nào, thích thú nhìn chung quanh rồi mới nói. Thì ra ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao đẹp như vậy, đứng ở nơi cao như vậy ngắm nhìn Dương Đô quả không còn cảm giác nào tuyệt hơn. Lâm Tú nói, nếu mà cô thích, lần sau ta đưa cô đi, cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài còn đẹp hơn so với Dương Đô rất nhiều. Chương 376, mượn đao. Tuy khả năng chiến đấu của năng lực bay lượn không mạnh, nhưng mà lại là một niềm mơ ước của rất nhiều người. Bay trên bầu trời, tận hưởng sự kỳ dĩ của thiên nhiên, phong cảnh sông núi là một trải nghiệm có thể khiến cho thân tâm vô cùng sảng khoái. A Kha gật đầu nói, được, ta đã đến rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp, nhưng mà ta không thể thưởng thức chúng như thế này. Sau đó, nàng quay lại nhìn Lâm Tú hỏi, cách này thật sự hữu dụng sao? Lâm Tú nói, hẳn là hữu dụng, nếu không thành công thì lại nghĩ cách khác thôi. Theo như những gì mà hắn biết về thái tử, trung dũng bá Tần Vũ không thể sống sót quá 3 ngày. Lần trước khi mà dùng Tần Duệ làm vật thử nghiệm, Lâm Tú tung ra một số tin đồn. Lần này hắn đích thân để cho thái tử cảm nhận ở khoảng cách gần. Chỉ vì cái lời đồn đại mà Tần Duệ rơi xuống giếng chết đuối. Lần này thái tử tận mắt chứng kiến, làm sao có thể tha cho Tần Vũ. Họ chỉ cần yên lặng chờ đợi. Cách này có thể được sử dụng một lần, lần hai, nhưng mà nếu sử dụng nhiều, thái tử có thể không có dễ dàng bị lừa như vậy đâu. Lâm Tú ban đầu định dành cơ hội này về sau mới sử dụng, nhưng mà vì A Kha đã muốn giết Tần Vũ, hắn chỉ có thể tiến hành kế hoạch trước. Đối với kế hoạch này, Lâm Tú ở trong Tần phủ 2 ngày, chính là để bắt chước giọng nói của Tần Vũ, cũng như ngôn ngữ, cử chỉ, thói quen của hắn ta, bao gồm cả thói quen hành động, cách xưng hô với những người xung quanh. Quỷ mới biết hắn đã trải qua 2 ngày qua thế nào. Lão già này hằng ngày đều không có làm gì cả. Không đúng, không phải là không có làm gì. Chính xác mà nói, hắn ta chỉ làm có một việc, chính là lần lượt làm việc với 3 tiểu thiếp. Không có mắt, thật sự đúng là không có mắt rồi. Người trẻ nên tiết chế, và cái người lớn tuổi càng nên tiết chế lại. Nếu mà hắn ta cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa Lâm Tú Dạ Kha không giết hắn ta, cơ thể của hắn ta cũng ngay sẽ tàn lụi thôi. Tần phủ, đêm đã khuya, Tần Vũ đang tất bật. Mặc dù tiểu thiếp dưới thân đã không còn cảm giác gì, nhưng mà cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả bộ phối hợp hưởng thụ, sau đó hỏi, hôm nay lão gia ra ngoài làm cái chuyện gì vậy? Cái gì? Đi ra ngoài sao? Tần Vũ sửng sốt một chút, sau đó dừng lại hỏi, hôm nay ta ra ngoài khi nào? Tiểu thiếp đáp, thì mới trưa nay thôi. Tần Vũ nhíu mày nói,
Rõ ràng buổi trưa ta ngủ ở trong phòng mà, đi ra ngoài khi nào? Tiểu thiếp lấy làm lạ nói, người không có nhớ sao, rõ ràng lão gia đi ra ngoài một lần, toàn bộ người trong phủ đều nhìn thấy mà. Có phải không? Tần Vũ có một chút mơ hồ, chỉ nhớ buổi trưa cảm thấy quá mệt mỏi, liền trở về phòng ngủ. Lúc mà tỉnh lại đã là buổi tối rồi, nhưng mà mọi người trong phủ đều thấy hắn đi ra ngoài một lần. Nhưng mà bản thân của hắn không hề có ấn tượng gì về nó. Có lẽ nào hắn ta bị mộng du sao? Tần Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Mấy ngày nay đã làm việc quá sức rồi, thân thể cũng có một chút vấn đề. Chờ đến ngày mai sẽ chi một số tiền lớn, mời ngự y đến xem. Tiếp tục như vậy không ổn rồi. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, hắn ta đột nhiên cảm thấy quay cuồng, đầu óc choáng váng, ý thức đang dần mất đi. Cuối cùng, thân thể của hắn ta từ từ gục xuống trên người của tiểu thiếp. Nữ tử đang hành sự, chợt nhận thấy lão gia không có động tĩnh gì nên hỏi, lão gia, mệt sao? Có cần ta đổi thế lên trên hay không vậy? Nhưng mà Tần Vũ không có đáp lại, nữ tử sững sốt một chút, nhìn lão gia nằm trên người của mình như là nhận ra cái gì đó, chậm rãi giương tay thăm dò dưới mũi của lão gia. Khoảnh khắc tiếp theo, hoảng loạn tột cùng, trong phòng truyền ra một tiếng hét, xen lẫn với tiếng khóc. Người đâu, mau, lão gia đã xảy ra chuyện rồi. Ngoài cửa sổ, một bóng người đứng trong bóng tối, khóe miệng mang theo ý cười, hạ giọng nói. Mục tiêu Tần Vũ đã hoàn thành, người tiếp theo Lâm Tú. Ngày hôm sau, khi Lâm Tú ra ngoài mua đồ ăn sáng cho A Kha, nghe thấy mọi người bàn tán về một vụ việc lớn. Tần Vũ đã chết. Đầu tiên con cả chết, sau đó người con thứ hai chết, cuối cùng chính hắn ta cũng chết. Trong vòng nửa năm, dòng dõi của Trung Dũng Bá đã tuyệt tự. Từ hôm nay trở đi, đại hạ không còn Trung Dũng Bá nữa. Con trai cả của Tần Vũ là Tần Thông, chết dưới tay của một nữ sát thủ. Con trai thứ là Tần Duệ rơi xuống giếng chết đuối khi đi dạo vào ban đêm. Còn bản thân của Tần Vũ chết trên người của tiểu thiếp. Thanh Lại Ti cử người qua khám nghiệm, trên người hắn ta không có bất cứ vết thương hay là trúng độc nào. Nhận định sơ bộ, hắn ta đã đột ngột qua đời do làm việc quá sức. Qua việc tra hỏi những người hầu của Tần gia, suy đoán này nhanh chóng đã được xác nhận. Chương 377, Mượn Đao. Gần đây, Tần Vũ liên tiếp cưới ba tiểu thiếp, bất kể ngày hay là đêm, mỗi ngày đều cùng với các nàng ở trong phòng làm bậy làm bạ. Nghe nói còn sinh ra cái chứng mộng du nữa, kết quả ban đêm chết trên người của tiểu thiếp. Đáng đời, ông trời có mắt, đúng là ông trời có mắt mà. Người một nhà này đã làm rất nhiều điều ác, cuối cùng nhận được báo ứng xứng đáng rồi. Chết kiểu này thật quá dễ dàng choáng rồi. Gia tộc Trung Dũng Bá khét tiếng, cuối cùng rơi vào kết cục này. Dân chúng đều vỗ tay ăn mừng, không ít người cố ý chạy đến cổng của Tần phủ nhổ một ngụm nước bọt rồi mới bỏ đi. Tất nhiên, dù Trung Dũng Bá đã chết, còn chưa có con nối dõi, nhưng mà triều đình vẫn thu xếp chuyện hậu sự cho hắn ta, chôn cất hắn ta cùng với hai con trai của mình. Nghĩa trang ngoài thành, Lâm Tú Dạ Kha đứng trước ba tấm bia mộ, trong lòng có một chút cảm khái. Thật trùng hợp, Tần Vũ, Tần Thông, Tần Duệ, phụ tử nhà Tần gia, không có bất kỳ ngoại lệ nào, toàn bộ đều chết trong tay của bọn họ. Trước mắt của bọn họ, ba tấm bia mộ được xếp ngay ngắn với nhau. Thật tốt, người một nhà đoàn viên. Hoàng cung, ngự thư phòng, hạ hoàng đang xem một sắp sổ con. Trung Dũng Bá Tần Vũ đã chết, kết quả điều tra của Thanh Lại Ti lại là lão đang đi du ngoạn, hưởng cực lạc thì đột tử. Nói ra, một nhà của bọn hắn cũng quá xui xẻo. Con lớn nhất đã bị ám sát chết, con thứ hai rơi vào trong giếng, còn bản thân của lão chết càng kỳ lạ hơn. Tuổi tác đã lớn rồi, vẫn nên biết tiết chế một chút, trừ khi lão có được thân thể như của hắn. Hạ Hoàng vẫn cực kỳ hài lòng về thân thể của mình. Hắn bỏ tập tấu chương kia xuống, hỏi Chu Cẩm, kết quả mật trinh ti điều tra thế nào? Tuy Thanh Lại Ti đã cho ra kết quả, nhưng mà hắn càng tin mật trinh ti hơn. Chu Cẩm nói, bẩm bệ hạ, mật trinh ti cẩn thận khám nghiệm thi thể của Tần Vũ,
phát hiện lão chết rất là kỳ quặc. Phán quyết sơ bộ là Tần Vũ không phải là đột tử, trúng một loại độc hiếm thấy, tạo thành cái hiện tượng giả đột tử. Vẻ mặt của Hạ Hoàng không có chút gợn sóng hỏi, nói cách khác, lão là bị người ta ám sát sao? Vâng. Chu Cẩm gật đầu nói, không chỉ có Tần Vũ là bị người ta ám sát, mà sau khi Tần Vũ chết, lão nô cảm thấy con thứ hai quán là Tần Duệ chết cũng rất là kỳ lạ, cho nên tiện thể cho người điều tra một phen. Hạ Hoàng hỏi, kết quả thế nào? Chu Cẩm nói, cái chết của Tần Duệ kết án đã lâu, không có tra ra được nhiều chứng cứ, nhưng mà mấy ngày trước khi hắn chết, trên phố phường từng có lời đồn nói là Tần Duệ thức tỉnh dị thuật hệ băng. Hạ Hoàng hỏi, chuyện này có liên quan gì đến cái chết của hắn? Chu Cẩm giải thích, đáng ra không có gì liên quan, nhưng mà lão nô cảm thấy việc này hơi quỷ dị, nên đã sai người điều tra. Phát hiện trong mấy năm qua, tất cả những người thức tỉnh dị thuật hệ băng ở Dương Đô đều phải chết oan uổng, không hề có ngoại lệ. Không chỉ có vậy, mấy năm nay, những người thức tỉnh năng lực này của các phủ đều không có một ai may mắn thoát khỏi. Bệ hạ có còn nhớ vị tiểu thư nhà họ Triệu kia cũng từng đã bị ám sát vài lần vào mấy năm trước. Còn Lâm Tú, sau khi mà thức tỉnh dị thuật hệ băng, cũng mấy lần suýt nữa đã bỏ mạng không? Hạ Hoàng nhíu mày nói, trẫm đương nhiên nhớ rõ chứ, trẫm vừa mới cho Mật Trinh bảo vệ hắn rút về xong. Chu Cẩm nói, hiện tại xem ra hắn bị ám sát, chỉ sợ không phải là bởi vì có hôn ước với nhà họ Triệu, mà là vì năng lực của hắn. Có người không muốn có người thức tỉnh dị thuộc hệ băng còn sống. Hạ Hoàng hỏi, tra ra là ai chưa? Chu Cẩm lắc đầu nói, những cái vụ án này đều là người nọ thuê sát thủ làm, không có thể trực tiếp tra ra thân phận của hắn. Những kẻ mà hận những người thức tỉnh dị thuộc hệ băng lại có năng lực giết chết rất nhiều người. Kẻ này nhất định là người có quyền cao chức trọng ở Dương Đô. Người này có lẽ thức tỉnh năng lực hệ quả hoặc là hệ thủy, khả năng hệ thủy càng cao hơn. Trừ cái đó ra, lòng dạ của gã cũng quá hẹp hòi, không hề có một chút nhân nhượng với người khác. Hạ Hoàng im lặng trong khoảnh khắc nói, trẫm biết người muốn nói tới ai rồi. Chu Cẩm lắc đầu liên tục nói, lão nô không có nói gì hết. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi chỉ thiếu nước chưa có nói tên thái tử thôi. Chu Cẩm im lặng không nói. Sắc mặt của Hạ Hoàng trầm như nước nói, dị thuật hệ băng cực kỳ hiếm có, trong đó nếu là người có thiên phú tuyệt vời, chưa chắc đã không thể trở thành rương cột của nước nhà. Vị kia nhà họ Triệu tương lai tất nhiên là một trong những trụ cột của đại hạ. Nếu mà Lâm Tú gặp chuyện không may, chẳng phải càng thêm phá hỏng chuyện lớn của trẫm sao? Chu Cẩm đúng lúc nói, thái tử quả thật có hơi quá đáng. Chương 378, không chừa thể diện. Hạ Hoàng im lặng chốc lát nói, ngươi đi nói với hắn, chuyện trước kia trẫm không có nhắc lại nữa. Về sau nếu hắn còn dám tùy ý làm bậy, đừng có trách trẫm không chừa thể diện cho hắn. Chu Cẩm nói, lão nô tuân chỉ. Đồng cung, Trung Dũng Bá đã chết, hơn nữa triều đình không có chút nghi ngờ nào, cái chết của lão khác thường. Thái tử cực kỳ hài lòng, bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng hắn cũng tìm được một tên thích khách đáng tin. Hắn xoay người, nhìn về phía Hoàng Quan hỏi, hắn ta có nói là khi nào ra tay với Lâm Tú không? Tên Hoàng Quan kia thấp giọng nói, ngay trong đêm nay. Thái tử đang định nói cái gì, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, đám sổ con này bản cung đều đã xem xong rồi, sai người mang vài sắp mới đến đi. Chu Cẩm đi từ bên ngoài cười nói, điện hạ đúng là vất vả rồi, nếu mà bệ hạ biết á, nhất định cực kỳ vui mừng. Thái tử nói, chia sẻ ưu phiền giúp cho phụ hoàng là chuyện bản cung phải làm. Sau đó hắn mới nói, Chu tổng quản không có ở bên cạnh phụ hoàng, tới đông cung của ta, chẳng lẽ phụ hoàng có điều cần phải dặn dò chăng? Chu Cẩm nhìn Hoàng Quan sau lưng của thái tử nói, bệ hạ có khẩu dụ, sai ta đến truyền cho thái tử. Sau khi mà thái tử hiểu ý của Chu Cẩm, liếc mắt nhìn Hoàng Quan đứng sau lưng một cái nói, ngươi lui xuống trước đi. Tên Hoàng Quan kia lập tức lui ra, thuận tiện đóng cửa điện lại. Lúc này thái tử mới nhìn về phía Chu Cẩm một lần nữa hỏi, phụ hoàng nói gì? Bóp một tiếng, Chu Cẩm giáng xuống mặt của thái tử một cái bạt tai.
đầu óc của thái tử ông ông chấn động nhìn Chu Cẩm, trong đầu trống rỗng, bởi vì quá mức kinh ngạc nên thậm chí quên cả phẫn nộ. Chu Cẩm nhìn dấu tay trên mặt của thái tử chậm rãi nói: "Bệ hạ bảo lão nô đến chuyển lời với thái tử điện hạ, chuyện trước kia bệ hạ không có nhắc lại nữa. Về sau nếu người còn dám tùy ý làm bậy, ra tay với người thức tỉnh dị thuộc hệ băng, nhất là Lâm Tú và nhị tiểu thư của Triệu phủ, đừng có trách bệ hạ không chừa thể diện cho người. Điện hạ tự giải quyết cho tốt." Nói xong, hắn khom người thi lễ với thái tử nói: "Điện hạ tuyệt đối đừng có trách ta, ta cũng chỉ truyền đạt ý của bệ hạ thôi, bao gồm cả cái tác này cũng là bệ hạ muốn ta làm." Sắc mặt của thái tử âm trầm, im lặng không có nói gì. Chu Cẩm nói: "Ta đã truyền đạt xong ý chỉ của bệ hạ, ta còn phải về cung để mà phục mệnh, xin cáo lui." Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Chu Cẩm vừa mới rời đi, tên quản quan kia chạy vào, lo lắng nói: "Điện hạ, đêm nay cái tên thích khách kia sẽ hành động, có muốn..." Thái tử dường tay ngăn cản hắn ta, cắn răng nói: "Không cần, phụ hoàng nói sẽ không có nhắc lại chuyện trước kia, chuyện mấy hôm trước bản cung bảo hắn ra tay, đây chính là chuyện trước kia." Sau đó hắn lại âm trầm mở miệng: "Lão già kia, một cái tát này bản cung nhớ kỹ, sau khi mà bản cung lên ngôi nhất định sẽ bầm cái tay ngươi thành dạng đoạn." Lúc này hắn vẫn chưa chú ý tới, có một con vẹt chởm đầu xanh, đuôi ngắn đậu trên cây ở bên ngoài cửa sổ, nằm úp sấp trong cái ổ, đôi mắt như đậu xanh không ngừng chuyển động. Con chim này ở đây đã rất lâu rồi, trên dưới đông cung đều biết đến sự tồn tại của nó, bởi vì con chim này cực kỳ xinh đẹp, tương đối hiểu tính người. Cái đám hạ nhân của đông cung còn có thể thi thoảng cho nó ăn một ít gạo. Thái tử đi đến trước cửa sổ, nhìn con chim nhỏ kia, tâm trạng vô cùng sung sướng. Sau ngày hôm nay, Dương Đô này sẽ bớt đi một người mà hắn ghét. Đêm đã khuya, trăng trong như nước, gió đêm thoang thoảng. Lâm Tú Dạ Kha ngồi đối diện trên ghế đá trong sân, đều không có mở miệng nói chuyện. Lần này, A Kha tới Dương Đô, thật ra chính là vì giết Trung Dũng Bá và Ác Bá kia. Hiện tại hai người đều đã chết rồi, cũng đến lúc nàng phải rời đi. Nàng khác Lâm Tú, sau lưng của nàng còn có tổ chức, cũng sẽ có nhiệm vụ. Ngoài Dương Đô còn có rất nhiều dân chúng ở các nơi khác đang chịu ức hiếp chờ bọn họ đến giải cứu. Thật ra cho đến hiện tại nàng đã dừng chân ở Dương Đô đủ lâu rồi. Lâm Tú có một chút không nỡ. Mấy ngày nay khó khăn lắm mới có người có thể trò chuyện với hắn, cùng với hắn tu hành vào mỗi tối. A Kha đi rồi, nơi này chỉ còn lại có một mình hắn. A Kha một mực im lặng. Hai nhiệm vụ lần này đại khái chính là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất mà nàng phải chấp hành từ trước đến giờ. Trước kia nàng luôn đọc lai đọc giảng, một mình hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại có người ở cùng giúp nàng sắp xếp tất cả, nàng cực kỳ thích loại cảm giác này. Nhưng mà nàng biết đây chỉ là tạm thời. Lâm Tú và nàng xét cho cùng vẫn không phải là người ở cùng một thế giới. Chương 379 không chừa thể diện. Nàng đã từng tưởng tượng nếu hắn gia nhập Thiên Đạo Minh, sau này hai người các nàng có thể cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng giúp đỡ những dân chúng bị ức hiếp, cùng thưởng thức cảnh đẹp non sông, cùng ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Nhưng mà hắn có người nhà, không có lý do để cho hắn mạo hiểm với nàng. Theo A Kha thấy, hắn đã đủ bất hạnh rồi, nàng không thể, cũng không có muốn kéo hắn vào vực sâu càng bất hạnh hơn nữa. Đã đến giờ tí, hai người lặng lặng ngồi trong sân. Nếu mà đều không nói lời nào có vẻ hơi kỳ quặc. Một âm thanh nhỏ bé vang lên, một bóng dáng từ bên ngoài nhảy vào trong sân. Lạ, càng thêm lạ. Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ không ngủ, ngồi trong này làm gì? Tắm ánh trăng sao? Vừa rồi, hắn ta bên ngoài nghe ngóng rất lâu, xác định trong diện không có người, mới nhảy từ bên ngoài vào. Quyết định để cho mục tiêu lần này, lặng yên không một tiếng động chết khi đang ngủ. Nhưng mà vừa rơi xuống sân, thấy cảnh tượng như vậy. Giữa Lâm Tú và A Kha lúc này, vốn đã bị cái bầu không khí biệt ly bao phủ, nhưng lại bị cái kẻ bỗng nhiên xông vào này phá hỏng không còn một chút nào. Lâm Tú quay đầu,
vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn ta, giọng nói có một chút bất mãn. Cuối cùng, ngươi cũng đã đến rồi, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu đó. Lâm Tú và Kha đương nhiên không phải là tự dưng rảnh rỗi ngồi bên ngoài tắm ánh trăng. Chuyện xảy ra ở phủ thái tử nhiều ngày nay, hắn đều đã biết. Bao gồm cả tối hôm nay, bởi vì hắn biết sẽ có một vị thích khách tới cửa tìm hắn. Ngoài ra, còn có việc hôm nay, Chu Cẩm đến Đông Cung tát thái tử một cái, còn cảnh cáo hắn ta vài câu, Lâm Tú đều biết. Xem ra, cái chết của Trung Dũng Bá vẫn khiến cho Mật Trinh Ti chú ý. Trong vòng nửa năm, một phủ Trung Dũng Bá chết những ba người, bọn hắn có thể tìm ra nguồn gốc, trà ra cái chết của Tần Duệ bất thường. Nhưng mà khiến Lâm Tú không nghĩ tới chính là Hạ Hoàng đã nhanh chóng khóa chặt mục tiêu là thái tử như vậy. Xem ra Mật Trinh dưới tay quán cũng không phải là điều mấy kẻ không đáng tin, giống như lão ăn mày và người bán hàng rong. Về việc thích khách tới cửa, Lâm Tú đoán được từ lâu, tên thích khách kia còn bị dọa cho đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Không ổn, nhiệm vụ đã bị bại lộ rồi. Mục tiêu mà hắn ta muốn ám sát, thế mà ở sẵn chỗ này chờ hắn sao? Chẳng lẽ là cố chủ cố ý tiết lộ hành tung của hắn ta? Vụ làm ăn này bề ngoài là mời hắn ta ra tay giết người, nhưng mà trên thực tế là muốn kẻ thù mượn cơ hội tiêu diệt hắn ta sao? Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, trong lòng của tên thích khách trải qua trăm lần suy nghĩ, sau đó không một chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn ta căn bản không có khả năng chạy thoát rồi. Hắn ta mới vừa xoay người, một thanh đoạn kiếm đặt trên cổ của hắn ta. A Kha nắm đoạn kiếm lạnh lùng nói, nếu đã đến rồi đừng có đi nữa. Chẳng qua ngay sau đó, nàng bỗng cảm thấy thân thể mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào, đến binh khí cũng không có cầm nổi. Nếu không phải là Lâm Tú đúng lúc tiến lên đỡ nàng, chỉ sợ nàng trực tiếp ngã nhào xuống đất rồi. Bây giờ cái tên thích khách kia đã bay lên trời, nhưng mà đúng lúc này trong bóng tối bỗng nhiên bắn ra một dòng cung màu bạc. Dòng cung lóe lên cắm vào thân thể của hắn ta. Trong chớp mắt, thân thể của hắn ta mất cảm giác, rơi xuống từ trên không trung. Một luồng khí lạnh xẹt qua trời đêm, hắn ta ôm yết hầu, mở to hai con mắt nhìn Lâm Tú. Máu tươi từ trong tay phúng ra, ánh sáng trong mắt chậm rãi biến mất. Một tay của Lâm Tú cầm thương, một tay ôm A Kha toàn thân vô lực. Hiển nhiên đã trúng độc rồi. Không bằng, cô đừng có đi nữa, cứ hành tẩu giang hồ như vậy, bảo ta làm sao mà có thể yên tâm được đây. Thích khách mà thái tử mời đến lần này rõ ràng không hề tầm thường. Tuy là tu vi võ đạo của gã không cao, nhưng mà lại có thể trong tình huống không có tiếp xúc cơ thể khiến cho người ta đã trúng độc mất mạng. Rõ ràng đã sở hữu cái năng lực dị thuật loại này. Khó trách sau khi mà Tần Vũ chết, Thanh Lại Ti khám nghiệm tử thi không có điều tra được manh mối gì. Cho dù dị thuật sư hoặc là võ giả cao giai, một khi mà thất thần cũng sẽ chết trong tay của gã. Lâm Tú không biết A Kha trúng cái độc gì, nhưng mà trước mắt hắn bất kể là độc gì cũng không có khác biệt. Ôm A Kha trở về phòng, Lâm Tú không mất bao nhiêu sức lực, đã dùng năng lực thanh trừ độc tố trong cơ thể của nàng. A Kha dựa vào trong lọc quán, dùng chút sức ít ỏi cắn răng nói, gã dùng độc bỉ ổi. Lâm Tú không có nhìn được gõ trán của nàng nói, ngày đầu tiên cô hành tẩu giang hồ sao? Nói quy tắc với thích khách cái gì chứ? Nếu không có ta ở đó, cô đã bị kẻ yếu hơn mình giết ngược lại rồi đó. Chương 380, thái tử khiếp sợ. Khóe môi của A Kha giật giật, cuối cùng vẫn không có phản bác Lâm Tú. Hắn nói không sai, tối hôm nay do nàng sơ ý. Nàng là thích khách cần phải tấn công một kích mất mạng, không có cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Nếu giết chết gã ngay lập tức, gã không có bất kỳ cơ hội để mà hạ độc. Nếu là lần trước, nàng nhất định sẽ làm vậy. Nhưng tối nay, bên cạnh nàng có hắn. Có hắn ở bên cạnh, trong lòng nàng luôn có cảm giác an toàn khó hiểu. Đặt A Kha lên giường, Lâm Tú bước ra ngoài, sờ soạn trên thi thể của thích khách kia một lúc. Thông thường, thích khách không có chỗ ở cố định, tài vật quan trọng của bọn hắn đều mang theo bên người. Lâm Tú tìm được hơn 7.000 lượng ngân phiếu, còn có một tấm lệnh bài trên người của gã. Lệnh bài dường như được tạo ra từ vàng rồng, một mặt khác hoa văn phức tạp,
một mặt kia khắc chữ số 15. Lâm Tú nhớ rõ, lúc đầu hắn lấy được một lệnh bài cùng loại như vậy trên người của thủ lĩnh đạo tặc kia. Hắn trở tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài. So sánh hai cái tấm lệnh bài một lượt, phát hiện trừ chữ số khác nhau, những chỗ khác trên hai tấm lệnh bài này đều giống hệt nhau, không có gì khác biệt. Hắn cầm lệnh bài đi vào phòng, sau khi mình đưa cho A Kha xem, A Kha nói, đây là lệnh bài của tổ chức ám ảnh, chủ nhân của hai tấm lệnh bài này đều là thích khách của tổ chức ám ảnh. Tấm lệnh bài còn lại kia, ngươi làm sao mà có được? Lâm Tú biết tổ chức ám ảnh, đây là một tổ chức thích khách hoạt động sôi nổi ở Đại Hạ. Làm việc nhận tiền giết người, tổ chức này tồn tại đã lâu, triều đình cũng không quý nhầm vào bọn hắn. Bởi vì đây là một tổ chức trung lập, trước giờ chỉ nhận tiền không nhận người, sẽ không cố ý gây trở ngại cho triều đình. A Kha nghi ngờ nói, một số tổ chức ám ảnh cũng là thủ lĩnh của bọn hắn, số 11 là thích khách, xếp 10 hạng đầu trừ thủ lĩnh ra. Tuy đứng cuối cùng nhưng mà thực lực nhất định là cấp địa. Sao lệnh bài của gã trong tay của ngươi vậy? Lâm Tú giải thích sơ lược quá trình lấy được cái lệnh bài này cho nàng. A Kha dặn dò, ngươi phải cất kỹ lệnh bài này, đừng có dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nếu để cho tổ chức ám ảnh biết ngươi giết gã, bọn hắn nhất định không có bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó có thể sẽ có thích khách cấp địa đến tìm ngươi đó. Lâm Tú cất lệnh bài vào không gian nói, yên tâm, ta không có để cho người khác nhìn thấy đâu. Sau đó, hắn đưa ngân phiếu hơn 7.000 lượng cho A Kha nói, bạc này cô cứ giữ đi, cô sẽ cần hơn ta đó. A Kha nhìn Lâm Tú, trầm mặt một lúc không có từ chối. Quả thật, Thiên Đạo Minh rất cần bạc, có bạc sẽ làm được nhiều chuyện hơn, giúp đỡ được nhiều bách tính hơn nữa. Nhưng đây chính là 7.000 lượng, mấy năm nay nàng nhìn thấy biết bao nhiêu người chỉ vì bạc mà huynh đệ cãi cọ, phu thê trở mặt. Vậy mà lại có người đưa 7.000 lượng cho một kẻ xa lạ, chẳng gặp được mấy lần. Hắn cũng sẽ mạo hiểm tính mạng để cứu một người xa lạ. Còn gì lấy lại công bằng cho bách tính, không có quan hệ gì với hắn, giết chết quyền quý. Hắn là người giống các nàng rồi. Thấy nàng nhận bạc, Lâm Tú dặn dò. Còn nữa, sau này cô ở bên ngoài bất kể xảy ra cái chuyện gì, nhất định không thể lỗ mãn. Lúc nào cũng phải nhớ kỹ cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất. Giữ lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tuy cô là nữ tử, nhưng mà đạo lý cũng giống vậy thôi. A Kha nhìn hắn nói, ngươi thật là dài dòng. Lâm Tú liếc nàng nói, ta còn chưa có nói hết đó. Ra ngoài phải có tâm nhãn một chút, đừng có quá tin tưởng người khác nha. Đừng quan đồ mà người không có quen biết đưa cho cô. Cũng đừng có ngủ ở cái chỗ không an toàn, không thân thuộc. Biết người biết mặt không có biết lòng đâu. Cẩn thận bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền đó. Lo lắng dặn dò nàng rất nhiều chuyện xong, Lâm Tú lợi dụng ẩn thân, bay lượn di chuyển thi thể của thích khách kia ra bên ngoài thành chôn, trở về nhà xử lý cái vết máu trong sân. Sáng hôm sau, khi mà hắn thức dậy, trong phòng của A Kha đã không còn bóng người. Chăn của nàng được gấp chỉnh tề, chỉ còn lại một ít hương thơm lưu lại trên giường. Nàng là người trong giang hồ, nơi này chẳng qua chỉ là một chốn dừng chân ngắn ngủi của nàng thôi. Tối hôm nay, tòa nhà trống trải này lại chỉ có một mình hắn ngủ. Lâm Tú đi đến chỗ quả phụ kia ăn bánh bao, thuận tiện xem thử cái tình huống nơi đó của nàng. Dù sao, cũng là nhiệm vụ của cẩu hoàng đế giao cho hắn. Lâm Tú vẫn phải tự mình trông chừng mới yên tâm. Sau đó, hắn theo thường lệ đi đến vị thuộc diện song tu cùng với công chúa Minh Hà. Trước khi song tu với công chúa Minh Hà, hắn phải tu hành với Linh Năm ở giường Quyền Băng, hấp thu hàn khí của Quyền Băng để nguyên lực bảo hòa vị thuộc băng có thể tăng lên. Chương 381, Thái tử khiếp sợ. Linh Năm lại trở về là Linh Năm của trước đây, mưu đồ muốn dắt cạn Lâm Tú giống như khi trước. Nhưng mà nay đã khác xưa rồi, mỗi ngày hắn đều đang dắt kiệt bản thân đến cực hạn. Đừng nói một mình Linh Năm, cho dù là nàng cộng thêm công chúa Minh Hà, Lâm Tú vẫn ứng phó nổi. Linh Năm muốn thông qua cái việc dắt cạn kiệt hắn, mục đích ngăn cản hắn hái hoa ngắt cỏ bên ngoài, e rằng phải thất bại rồi.
Lâm Tú hiểu nàng, thậm chí còn hơn cả bản thân của mình. Chút tâm tư này của nàng tất nhiên không thể giấu được hắn. Hôm nay Lâm Tú kết thúc tu hành từ sớm. Hắn định sau này sẽ đến thăm quý phi nương nương sớm hơn. Căn cứ vào quan sát mấy ngày nay của Lâm Tú đối với thái tử, cứ cách một ngày hắn ta đến thỉnh an hoàng hậu nương nương một lần. Hơn nữa, mỗi lần thời gian thỉnh an đều rất cố định. Trùng hợp, Lâm Tú cách một ngày đến thăm quý phi nương nương một lần. Sở dĩ mà hắn và thái tử không gặp nhau là vì thái tử đi sớm, hắn đi trễ, thời gian của bọn hắn bị lệch đi. Lâm Tú rất mong chờ được gặp thái tử, áp chế năng lực có thể khiến cho hắn sinh ra một cảm giác thỏa mãn, ưu việt. Trước kia, thái tử không làm gì được hắn, bây giờ hắn ta cũng hết cách với Lâm Tú rồi. Lâm Tú thích nhìn dáng vẻ của người khác không vừa mắt hắn, nhưng mà lại không xử lý được hắn, không làm gì được hắn. Quả thật, hắn của lúc này cũng không có làm gì được thái tử, nhưng chỉ cần hắn ta khó chịu, Lâm Tú sẽ vui vẻ. Cửa hậu cung, thái tử tiến vào hậu cung cùng với một gã hoàng quan. Hắn ta đến vấn an mẫu hậu theo thường lệ, trong lòng đang nghĩ đến một chuyện khác. Tối qua, thích khách kia hẳn đã ra tay với Lâm Tú, nhưng mà sáng nay Dương Đô cực kỳ bình lặng. Theo lý mà nói, trượng phu của Triệu Linh Quân sẽ bị ám sát. Cả Dương Đô hẳn nên sục sôi mới phải chứ. Lẽ nào vẫn chưa có ai phát hiện thi thể của hắn? Dù sao hắn chỉ ở một mình, mới chưa đến nửa ngày, không có ai phát hiện cũng là chuyện bình thường thôi. Trong lòng của thái tử nghĩ vậy, đột nhiên cảm nhận được khí tức khiến cho hắn ta chán ghét từ phía sau. Trừ chán ghét ra còn có áp chế. Thái tử chậm rãi xoay người, nhìn thấy bóng dáng đang đi đến đây. Chớp mắt, khi mà nhìn thấy bóng người kia, đồng tử của thái tử co rút, trong lòng cực kỳ chấn động. Lâm Tú, vậy mà hắn vẫn còn sống sao? Chẳng phải thích khách kia nói, lần hành động này không có gì sơ suất. Gã đi đâu rồi? Tại sao mà sau đêm hôm qua, Lâm Tú vẫn có thể ngờn ngàng xuất hiện trước mặt hắn ta? Chẳng lẽ người kia ôm 5.000 lượng của hắn ta dự chi bỏ chạy sao? Giờ phút này, trong lòng của thái tử xẹt qua vô số suy nghĩ. Lâm Tú bước lên ôm quyền nói, gặp qua thái tử điện hạ. Khoảng cách gần Lâm Tú như vậy, thái tử cố nén vẻ không khỏe trong lòng, nặn ra một nụ cười nói, là Lâm Tú nhi tử của Bình An Bá phải không? Bốn cung biết người, phu thê của các ngươi đều là rường cột tương lai của đại hạ. Lâm Tú ngại ngùng nói, thái tử điện hạ quá khen rồi. Thái tử hoàn toàn không muốn nhìn thấy Lâm Tú, càng không có muốn ở gần hắn như vậy, vẻ mất tự nhiên trên gương mặt quán ta co rút một lúc hỏi, nơi này là hậu cung, sao mà ngươi lại ở đây? Lâm Tú nói, phụng lệnh của bệ hạ đến cung Trường Xuân chăm sóc linh sủng của quý phi nương nương. Thái tử gật đầu nói, được, vậy ngươi đi đi. Hắn ta thật sự không có muốn nhìn Lâm Tú thêm nữa, cũng không muốn ở với hắn lâu thêm một chút nữa. Lâm Tú cười nói, thái tử điện hạ muốn vấn an hoàng hậu nương nương sao? Điện hạ đến cung Vĩnh Ninh, ta đến cung Trường Xuân, chúng ta tiện đường chi bằng đi cùng với nhau. Sự khó chịu của thái tử giờ phút này đã đến cực điểm, nhưng mà chỉ đành mạnh mẽ đè nén cảm xúc, cười nói, đi thôi. Từ cửa cung đến cung Vĩnh Ninh chỉ ngắn ngủi có mấy bước, thái tử lại giống như đi suốt mấy canh giờ, tâm lý khó chịu vượt qua cả sự không khỏe trong cơ thể. Khoảnh khắc bước vào cung Vĩnh Ninh, hắn ta không thể duy trì nụ cười được nữa, gương mặt hoàn toàn âm trầm. Mà lúc này, Lâm Tú đã đi vào cung Trường Xuân. Khác với thái tử, nhìn thấy quý phi nương nương, hắn vô cớ vui vẻ. Hơn nữa, mấy cái lần đến cung Trường Xuân gần đây, trong lòng hắn có một chút xúc động, trước giờ chưa từng có. Khi trước, Lâm Tú thương tiếc quý phi nương nương sống trong thâm cung, bên cạnh chỉ có một con linh sủng bầu bạn, ngay cả một người để mà nói lời trong lòng cũng chẳng có. Bây giờ, hắn phát hiện, hắn và quý phi nương nương đều là người cùng chung cảnh ngộ. Hắn có tư cách gì thấy quý phi nương nương đáng thương chứ? Bên cạnh quý phi nương nương còn có linh sủng, bên cạnh hắn không có gì hết. Không được, tối nay phải về nhà một chuyến đón đại hoàng qua. Bên cạnh có con chó cũng tốt hơn không có gì chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.